Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình. Thì ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn mối kèo AROP đến từ cái dự án Sending Ventu. Thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ AROP để chúng ta nhận miễn phí những cái đồng token từ cái dự án này nhé. Thì đây là cái trang chủ của dự án thì các bạn có thể tham khảo cũng như là tìm hiểu những cái thông tin chính ở cái dự án này. Rồi ok thì xin mời các bạn hãy chuyển sang cái phần bot để chúng ta làm nhiệm vụ AROP nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ AROP để chúng ta nhận miễn phí 5 cái token CHC xấp xỉ 4,5 đô. Và cứ mỗi một lượt giới thiệu thì bạn sẽ nhận được 2 cái token CHC nhé, xấp xỉ 0,6 đô. Các bạn bấm vào nút Start để chúng ta làm nhiệm vụ. Ở đây thì các bạn bấm vào Join AROP. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Group. Ở đây các bạn bấm join cho mình nha. Rồi các bạn back lại chúng ta join vào nhóm Telegram Channel. Tiếp theo thì chúng ta sẽ follow Twitter và chúng ta chia sẻ lại cái bài viết. Ở đây các bạn bấm theo dõi cho mình. Các bạn bấm tim nhé, bấm mũi tên đảo chiều. Rồi sau đó thì các bạn bấm comment thì chúng ta sẽ tag ba người bạn ở đây. Sau đó các bạn bấm trả lời. Rồi các bạn lại quay trở lại cái phần bot chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo. Ở đây thì chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Channel của nhà phân phối kèo AROP nhé. Thì mình đã join rồi nên là mình sẽ không làm bước này nữa. Rồi các bạn quay trở lại chúng ta làm cái nhiệm vụ tiếp theo. Ở đây thì chúng ta sẽ follow Twitter của nhà phân phối kèo AROP. Ở đây thì mình đã theo dõi rồi. Đây các bạn đến cái bài này các bạn bấm tim bấm mũi tên đảo chiều cho mình. Sau đó thì các bạn quay trở lại nhiệm vụ. Các bạn bấm đăng ký cho mình nhé. Rồi ở đây thì các bạn hãy nhập cái mã captcha. Cái mã captcha ở đây thì nó là hình camera thì chúng ta sẽ chấm vào đúng cái hình camera cái máy ảnh ở đây. Tiếp theo thì các bạn điền địa chỉ email cho mình. Tiếp theo gửi cái địa chỉ ví BEP20 thì các bạn cái này có thể lấy ở trên cái ví chút Wallet hoặc là MetaMask đều được nhé. Trên cái ví chút các bạn cũng chọn cái đồng BNB giống như là MetaMask. Sau đó các bạn ra cái phần chatbot. Rồi tiếp theo ở đây thì hỏi mình đã join vào cái nhóm này chưa. Nếu mà join rồi thì các bạn gửi cái link cá nhân Twitter. Thì để lấy được cái link cá nhân Twitter thì các bạn khởi động lại cái app Twitter nhé. Chúng ta sẽ khởi động lại cái app Twitter, chúng ta bấm vào cái avatar đây này. Các bạn bấm vào hồ sơ nhé. Sau đó để các bạn bấm vào ba chấm này. Các bạn bấm vào nút chia sẻ. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ sao chép liên kết trang cá nhân. Các bạn dán vào đây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ ở đây, các bạn kích vào đây. Ở đây chính là cái nhiệm vụ bấm tim này, bấm mũi tên đảo chiều nhé. Đó. Ở đây thì nó yêu cầu mình comment và tag ba người bạn thì các bạn bấm vào đây. Chúng ta comment và tag ba. Đó, các bạn comment sau đó tag ba người bạn, các bạn bấm trả lời cho mình. Sau đó các bạn bấm xem. Ở đây các bạn bấm nút chia sẻ này này, các bạn bấm vào sao chép liên kết. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại cái nhiệm vụ chúng ta dán vào. Rồi ở đây hỏi mình đã tham gia vào nhóm này chưa thì tôi tham gia rồi. Ở đây tiếp tục như vậy. Rồi các bạn bấm đôn cho mình. Như vậy là nhiệm vụ đã xong nhé. Các bạn copy cái link này chia sẻ cho bạn bè để nhận thêm những cái đồng token từ cái dự án này. Cứ mỗi một lượt giới thiệu bạn sẽ nhận được thêm 2 cái token CHC nhé các bạn. Đó. Ok thì cái video chia sẻ cái kèo AROP nhận miễn phí 5 cái token CHC xấp xỉ 4,5 đô đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.